chào. Tôi tên là Taka Snyder và tôi là chủ sở hữu và người sáng lập của Accurator Home Inspection. Tôi đã làm video này để giúp giải thích toàn bộ quy trình kiểm tra. Mỗi khi có một cuộc kiểm tra, luôn luôn có một số vấn đề. Không có ngôi nhà nào hoàn hảo. Chúng tôi cũng không ở đây để soi mói. Những vấn đề nhỏ và thẩm mỹ sẽ không được đưa vào báo cáo. Các vấn đề bảo trì xảy ra thì chúng tôi ở đây để tìm kiếm những mối quan tâm lớn hoặc những điều thiếu sót nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ bên ngoài và mái nhà, hoặc chúng tôi sẽ kiểm tra mái nhà vào cuối nếu chúng tôi sử dụng đồ Khi chúng tôi vào trong nhà, chúng tôi sẽ bật máy rửa chén và mở nước ở mọi vị trí. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu ở trên gác mái. Và sau đó chúng ta sẽ đi xuống và xung quanh mỗi tầng. Chúng tôi khuyến khích bạn ở lại, đặt nhiều câu hỏi mà bạn muốn, chỉ ra những điều nếu bạn muốn. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ câu hỏi của mình cho đến khi chúng ta ở trong khu vực đó. Vì vậy, nếu chúng ta đang ở trên gác mái, bạn không nên hỏi về luxury hoặc tầng hầm. Bây giờ, hãy nói một chút về nấm mốc tất cả các ngôi nhà đều có nấm mốc, có hàng ngàn loại, và thường chỉ có 3 hoặc 4 loại là nấm mốc xấu. Nếu bạn xem trên trang web của môi trường Canada, nó nói về những khu vực lớn như một tấm ván ép mà người chủ nhà Bình thường có thể tự làm sạch. Nếu chúng ta sống ở BC hoặc Ontario hoặc một số khí hậu ẩm ướt khác nơi mà thực sự có độ ẩm, nấm mốc sẽ phát triển. Mọi người sẽ dọn dẹp nó và đôi khi nó lại quay trở lại trong vòng vài tuần và họ lại dọn dẹp lần nữa. Vì vậy, chúng ta rất rất may mắn hoặc được chiều chuộng ở Alberta khô ráo này. Chúng ta thực sự không gặp phải các vấn đề về nấm mốc như họ ở những khí hậu ẩm ướt hơn chúng tôi cũng muốn nói một chút về radon. Nhiều người Canada khá thiếu thông tin về radon. Đây là một loại ký tự nhiên phát sinh từ mặt đất trên toàn thế giới. Nhưng Nam Alberta và Saskatchewan có mức độ cao thứ hai trên thế giới. Và đây là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Sau khi hút thuốc lá, nó có thể sẽ sớm vượt qua ung thư do thuốc lá. Chúng tôi rất khuyến nghị mỗi hộ gia đình nên thực hiện một bộ kiểm tra ra đôn lâu dài, một bộ kiểm tra đúng cách cần tối thiểu 90 ngày để thực hiện và nên để nó trong nhà trong suốt một năm. Vì bạn muốn đảm bảo có một số tháng mùa đông trong thời gian kiểm tra đó. Các bộ dụng cụ luôn đi kèm với một phong bì, vì vậy bạn chỉ cần đặt bộ dụng cụ vào phong bì, gửi đi và chờ kết quả. Chúng tôi có bộ sản phẩm bán hôm nay, và bạn cũng có thể lấy chúng từ bất kỳ cửa hàng phần cứng địa xương nào không phải ngôi nhà nào cũng cần phải xử lý vì nay cả khi bạn có mức độ hơi cao hơn một chút một số người chỉ vào tầng hầm của họ hai hoặc ba lần một tháng trong khi những người khác có văn phòng tại nhà ở đó hoặc phòng của trẻ em ở đó vì vậy tôi sẽ không thực hiện xử lý nếu tôi có mức độ hơi cao hơn một chút vì tôi không dành thời gian nào ở tầng hầm trong khi những người khác thì có nói chung việc khắc phục thường khá dễ dàng ở hầu hết mọi ngôi nhà. Họ sẽ khoan một lỗ trên sàn tầng hầm, lắp đặt một ống hút sẽ hút toàn bộ không khí từ dưới lớp bê tông và bơm ra bên ngoài. Chi phí trung bình cho việc đó là từ 2.500 đô la đến tối đa 3.500 đô la, vì vậy đây không phải là một khoản chi tiêu quá lớn. Chúng tôi có một tờ thông tin ở đây cho bạn, mà chúng tôi đã làm cùng với Radonke Hãy đọc nó nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Những người này rất tuyệt và sẽ luôn trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và họ sẽ không cố gắng thuyết phục bạn thực hiện việc khắc phục nếu đó không phải là điều cần thiết cho gia đình bạn. Tờ giấy này chúng tôi đã làm với một số mẹo tiết kiệm năng lượng trên đó và đây là một bộ tài liệu mà chúng tôi đã tạo ra kể từ khi bắt đầu công ty vào năm 2009, nơi chúng tôi đã tập hợp tất cả các câu hỏi mà người mua nhà đã hỏi chúng tôi và lập danh sách chúng. Vì vậy, có rất nhiều thông tin thú vị ở đây. Và trang này giải thích những tính năng bổ sung mà bạn nhận được với dịch vụ kiểm tra. Bạn sẽ nhận được bảo hành trò rỉ mái nhà trong 5 năm, cũng như bảo hành có giới hạn 90 này cho các vấn đề về cơ khí, cấu trúc, nấm mốc và cống rảnh. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là trong vòng 90 ngày sau khi kiểm tra, nếu lò sủy hỏng, nếu hệ thống cống bị tắt, nếu có bất kỳ rò rỉ ống nước nào được phát hiện, nếu khi chủ nhà dọn hết đồ đạc ra và phát hiện có nấm mốc mà chúng tôi không thể nhìn thấy hôm nay, tất cả những điều đó sẽ được chi trả. Chúng tôi sẽ gửi tất cả các thiết bị để kiểm tra thu hồi. Vì vậy, nếu có bất kỳ thiết bị nào đã từng bị thu hồi, bạn có thể sửa chữa chúng miễn phí từ nhà sản xuất. Nếu bạn thay thế bất kỳ thiết bị nào, bạn có thể chụp ảnh bản dữ liệu và tải lên cho họ để họ cũng được bảo vệ. Và đây là dịch vụ tiếp tân nơi họ có thể giúp bạn chuyển đổi các tiền ích sang tên bạn, cũng như giúp bạn có được các ưu đãi về hệ thống an ninh và hệ thống vệ tinh. Họ thực sự là nhà cung cấp của chương trình này và họ sẽ liên hệ với bạn trong khoảng một tuần để đề nghị điều đó. Họ cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một trung tâm gọi điện miễn phí cho chủ nhà suốt đời. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ hệ thống nào của ngôi nhà, bạn có thể gọi cho họ, có thêm thông tin về tất cả các chương trình đó ở mặt sau, hoặc nếu bạn cần thực hiện một yêu cầu bồi thường, tất cả thông tin đó cũng có ở đó. Và chúng tôi cũng sẽ dán một số nhãn tắt cho tất cả các tiện ích trong tầng hầm. fan phát nước chính, fan pack gas và máy tạo độ ẩm. Ngoài ra, việc học cách điều chỉnh máy tạo độ ẩm có thể gây nhầm lẫn chúng tôi sẽ treo một bản biểu giải thích điều đó, cũng như nhiều nhãn thông tin hữu ích khác. Và chúng tôi cũng đã đặt một số nhãn ở đây. Vì vậy, bạn có thể giữ tất cả các tài liệu về ngôi nhà của bạn ở đây trong folder bảo trì của bạn. Và còn hai điều nữa, tôi muốn đề cập. Một là chúng tôi là những người tự làm chủ vì vậy, đôi khi chúng tôi phải trả lời điện thoại, chúng tôi cũng dành đủ thời gian. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta phải nhận một hoặc hai cuộc gọi điện thoại, chúng ta sẽ thông bị vội vàng và chúng tôi có cho bạn một thước dây mới. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trước khi chúng ta bắt đầu. Chúng tôi có một cuộc nói chuyện khác để cung cấp cho bạn vào cuối buổi kiểm tra. Vì vậy, xin hãy tạm dừng video ở đây và bật lại sau khi hoàn thành phần đánh giá bằng lời nói vào cuối buổi kiểm tra và tôi sẽ cho bạn một phút để tạm dừng video. Vậy là chúng ta đã đến cuối cuộc kiểm tra. Xin hãy đảm bảo rằng bạn đọc phần bộ báo cáo. Thì nhận được chúng tôi có thể đã chụp một bức ảnh về một điều gì đó và đem nó vào báo cáo để chúng tôi không phải nói về nó trong quá trình xem xét chúng tôi cũng muốn nhắc bạn rằng tôi chỉ giới hạn trong việc kiểm tra bằng ngất chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong các bức tường và phía sau lớp ván chúng tôi không ở đây để soi mói vì chúng tôi đến đây để tìm ra những mối quan tâm lớn và mỗi khi có một cuộc kiểm tra không có thanh tra nào có thể đảm bảo cho bạn một sự bảo đảm hay bảo hành luôn có những vấn đề phát sinh với tất cả các ngôi nhà chỉ do sự hao mòn tự nhiên. Nhưng cũng vì mọi thứ thể hiện khác nhau khi nhiệt độ là âm 25 so với dương 25. Vì vậy, khi bạn sống ở đây, chắc chắn bạn sẽ gặp phải một số vấn đề mà chúng tôi không phát hiện hôm nay. Bạn có thể thoải mái gọi cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào trong số đó. Chúng tôi có hai yêu cầu trước khi. Một là bạn hãy tự nghiên cứu một chút trước khi gọi nhiều thứ có thể được tìm thấy trên Google hoặc YouTube và bạn cũng có quyền truy cập vào trung tâm cuộc gọi cho chủ nhà. Và nếu bạn gọi cho chúng tôi, chúng tôi xin yêu cầu bạn gọi vào buổi tối vì trong suốt ban này chúng tôi đang thực hiện các cuộc kiểm tra khác với các khách hàng khác. Khi chúng tôi gửi cho bạn báo cáo, email sẽ bao gồm một vài liên kết, một trong số đó là đếm hôm xa. Ngoài ra, nếu bạn có mặt trên mạng xã hội, chúng tôi rất mong nhận được sự theo dõi của bạn nhưng hôm xa là một trang web tuyệt vời để tìm kiếm nhà thầu. Nếu bạn đang tìm kiếm một người chuyển nhà, một thợ sơn hoặc một thợ sửa ống nước, tất cả các đánh giá trên Home xa đều được xác minh. Vì vậy, dì Betty của ai đó không thể đăng năm đánh giá cho người cháu yêu thích của mình và các chủ doanh nghiệp không thể đăng đánh giá cho chính họ và chúng tôi sẽ rất cân trọng nếu bạn có thể đăng một đánh giá cho kiểm tra nhà chính pháp. Đây là thẻ của chúng tôi. Nếu bạn cần một cuộc kiểm tra khác hoặc nếu ai đó bạn biết cần một cuộc kiểm tra, chúng tôi sẽ giảm 25 đô la cho giá của họ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi hy vọng video này đã hữu ích cho bạn và rằng nó đã được dịch tốt. Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể hỏi chúng tôi qua tin nhắn hoặc email và báo cáo của bạn sẽ được gửi cho bạn vào cuối ngày hôm nay cảm ơn bạn một lần nữa và chúc bạn có một ngày tuyệt vời bảo trọng